Hoàng Lan mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 24/6/2018. Bên con xin giới thiệu một số loại dendro con. Các cô chú thích màu nào thì cứ nói màu và điện thoại cho bên con. Điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lan ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Hôm nay con xin con mới về với loại dendro con. Màu có nắng có luôn. Dendro màu thì bên con sẽ ship từ 10 cây trở lên. Xin giới thiệu giò dendro màu. Đây là màu tím đỏ. Đây là hình cây của nó. Đây là màu đỏ lợt. Đây là hình cây của nó đó. Dendro màu có giá tiền là 15.000 một cây. Bên con sẽ ship từ 10 chậu trở lên. Các chú thích màu nào thì cứ điện thoại báo cho bên con. Nè, thì rất là tốt luôn, xanh tươi. Màu đầu tiên là màu đỏ, đỏ lợt. Tiếp theo là cái dendro màu luôn. Mà bên con không biết màu, chỉ biết cái lá nó viền viền vậy thôi. Đó, lá nó viền viền vậy. Đó, hình cây rất là đẹp luôn. Đó, cây rất là khỏe, đẹp. Không biết màu. Cô chú chỉ cần nói là dendro không biết màu là bên con sẽ chọn cho cô chú mấy cây này. Cây này thì con đi về có 50 cây thôi. Dendro này, loại này con về 50 cây. Còn mấy loại khác thì nhiều. Chứ có loại không biết màu thì chỉ có 50 cây giới hạn. Cái viền lá. Cái viền lá nó có màu tím tím nè. Theo xin giới thiệu đây là màu thứ ba. Đây là màu cam. Đây là hình cây của nó. Màu thứ ba là màu cam. Màu cam. Mình coi sẽ ship từ 10 chậu trở lên. Tiếp theo màu thứ tư, đó là màu hồng sọc. Đây, hình cây của nó cây rất là đẹp luôn. 15.000 một cây, chỉ 15.000 một cây thôi các cô chú. Đó, màu rất là đẹp, màu hồng sọc. Hiện tại thì dendro màu bên con hiện đại có 8 màu. Đây là màu thứ tư, màu hồng sọc. Đó, hình cây thực tế rất là đẹp, màu hồng sọc. Đây là màu mã thứ năm, màu hồng sọc. Ủa, màu tím hồng. Mã thứ năm là màu tím hồng. Đây là hình cây của nó, màu tím hồng. Màu thứ năm là màu tím hồng. Cây rất là đẹp luôn. 15.000 một cây. Nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn. Đó, đây là màu tím hồng. Dendro màu 15.000 một cây, màu tím hồng. Màu thứ năm. Tiếp theo là màu thứ sáu, màu trắng lưỡi đỏ. Đây. Cây của nó màu trắng lưỡi đỏ. Cây rất là đẹp luôn. Màu trắng lưỡi đỏ. Thì tại cây hình thực tế nha các cô chú. Màu trắng lưỡi đỏ. Rồi, đúng rồi. Đây là màu vàng lưỡi đỏ. Màu vàng lưỡi đỏ. Lá rất là dày đẹp luôn. To đẹp vàng lưỡi đỏ. Cây xanh mướt. Hình cây thực tế nha các cô chú. Màu vàng lưỡi đỏ. Đây là màu mã số 7, vàng lưỡi đỏ. Đây là màu thứ 8 nè. Đây là màu vàng tuyền. Màu vàng tuyền thứ 8. 15.000 một cây, ship từ 10 cây trở lên. Màu vàng tuyền, mã số 8. Màu mã thứ 8. Màu vàng tuyền.
Cây rất là đẹp ha, hình cây thực tế nha cô chú. Màu vàng tiền. Dendro màu con, màu vàng tiền. Tiếp theo đây là dòng Dendro nắng, bà liễu lá tre. Có giá tiền là 25.000, bà liễu lá tre. À, bà liễu lá tre cây con. Cái này là bông màu trắng lưỡi tím, bà liễu lá tre. Đây. Bông bà liễu lá tre. Hình cây thực tế, bà liễu lá tre. Tiếp theo là bà ná nơ, Dendro nắng luôn, Dendro nắng bà ná nơ. Nên ru nắng bà ná nơ. Hai mươi lăm nghìn. Bà liễu lá tre là 25.000. Bà ná nơ cũng 25.000 luôn. Bà ná nơ Dendro nắng. Bông này thì có hương thơm, bông màu vàng, vàng chuối á. Đây Dendro nắng bà ná nơ 25.000, màu vàng chuối. Tiếp theo là hổ mang Dendro nắng luôn, bông màu tím 30.000. Hổ mang có giá tiền là 30.000. Cây thực tế của nó, mặt không, hình cây rất là đẹp, tươi khỏe luôn. Hổ mang 30.000, Dendro nắng hổ mang 30.000. Đây là Dendro yellow ba lip, có tên là đen ba lưỡi đó, ba màu đỏ và ba màu cam, ba màu đỏ ba màu vàng. Đó, cây ú nụ rất là đẹp luôn, cây ú nụ đó, hình cây vậy. Hai mươi lăm, 25.000. Tiếp theo là Dendro mini có tên là NOB, chớp NOB á, này là kêu bằng chớp bò sữa, này hoa cũng sắp tàn rồi nên không được sắc sảo lắm. Với giá tiền là 120.000 một giò. Đó, đây là một số hình cây của nó. Dendro NOB. Chớp mini bò sữa đó. Với giá tiền là 120.000. Hàng này của Thái 120.000. Các cô chú thích loại nào thì cứ điện thoại và gọi trực tiếp cho bên con. Hơn con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lan ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Chầm bà luôn.